Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học tại các địa phương trong tỉnh. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đình. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc những hy sinh thầm lặng vĩ đại của mẹ Việt Nam anh hùng, công ơn của thương bệnh binh, liệt sĩ và gia đình người có công. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào phát triển tỉnh Quảng Ninh và đất nước ngày càng giàu mạnh. Hôm qua, huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040. Theo đồ án quy hoạch, huyện Đầm Hà được định hướng 3 phân vùng phát triển. Trong đó, vùng 1 phía Bắc có chức năng phát triển nông lâm nghiệp gắn với chăn nuôi và chế biến ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch trải nghiệm, bảo tồn phát huy tài nguyên rừng. Vùng 2, vùng trung tâm, chức năng phát triển đô thị, dịch vụ thương mại. Vùng 3, vùng phía Nam có chức năng phát triển cảng biển, nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, bảo tồn sinh thái biển. Đối với thị trấn Đầm Hà, quy hoạch chung mở rộng thị trấn điều chỉnh từ 364 hectare tăng lên hơn 1.104 hectare, bao gồm toàn bộ diện tích hiện trạng và một phần diện tích các xã Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình, Dực Yên, Quảng Tân. Tổ chức không gian đô thị được phân chia thành 4 vùng chính, trong đó các khu đô thị hiện hữu kết hợp với các khu đô thị mở rộng và hệ thống hạ tầng giao thông đô thị sẽ tạo điều kiện phát huy vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của thị trấn Đầm Hà. 2030. Việc huyện Đầm Hà công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà tạo tiền đề khai thác tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển đô thị, sớm thực hiện mục tiêu đưa Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình của tỉnh Quảng Ninh, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của huyện trong giai đoạn tới. Đến năm 2025, Quảng Ninh sẽ là một trong 12 điểm đến du lịch đêm của Việt Nam. Nội dung đáng chú ý tại đề án phát triển mô hình sản phẩm du lịch đêm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành. Theo đề án này, Quảng Ninh sẽ phát triển ít nhất một trong 5 mô hình du lịch đêm, gồm hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, mua sắm giải trí đêm, tham quan du lịch đêm và giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm. Đây là một phần trong nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo trong phát triển kinh tế đêm. Những năm gần đây, bên cạnh phát huy các giá trị về cảnh quan, lợi thế về ẩm thực cũng được ngành du lịch quan tâm khai thác để đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, điểm đến thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Khai thác giá trị ẩm thực cho phát triển du lịch, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp kiến thức và hướng dẫn về xây dựng thương hiệu ẩm thực cho các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, xây dựng các tuyến phố ẩm thực đến thành lập các câu lạc bộ đầu bếp và nhà hàng của địa phương. Các hoạt động kích cầu du lịch, ngày hội văn hóa thể thao, tuần văn hóa du lịch với tâm điểm là các liên hoan, cuộc thi ẩm thực cũng được tổ chức theo hướng ngày càng nâng cao về chất lượng và sự chuyên nghiệp. Năm 2023, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh sẽ được tổ chức tại quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long với nhiều nét mới. Nó sẽ là quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Và thứ hai nữa là cái chất lượng nó phải cao. Để cái việc đó là chúng ta tăng cường cái quảng bá đối với cái hình ảnh tỉnh Quảng Ninh chúng ta. Ngoài những cái phong cảnh đẹp, những cái khu lịch thì cái ẩm thực cũng làm nét đặc trưng chúng ta. Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực gắn với phát triển du lịch sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, qua đó không ngừng tạo sức cạnh tranh, nâng cao vị thế của du lịch Quảng Ninh trên bản đồ du lịch thế giới. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, các hội viên nông dân thành phố Uông Bí không ngừng nỗ lực lao động sản xuất. Sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cấp hội nông dân đang phát huy hiệu quả tích cực, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế nông nghiệp. Gần 10 năm chăn nuôi lợn siêu nạc, gia đình ông Lê Đình Trường ở thôn Miếu Bằng, xã Thường Yên Công rất chú trọng đến chất lượng giống và nâng cao kỹ thuật chăn nuôi cho sản lượng và chất lượng ổn định. Mỗi năm gia đình ông xuất bán gần 60 tấn lợn thịt, lợi nhuận vào khoảng 1 tỷ đồng. Mình đi nhiều nơi, giả sử như là Thái Bình, Nam Định,
thấy các bạn chăn nuôi cũng thấy hợp lý, thế mình cũng nghĩ là thôi mình cứ về mình đầu tư mình chăn nuôi, xong là đi từ đây sang Thái Bình để học hỏi cái cách người ta chăn nuôi. Thế sau thì dần dần là lên Bình Khê, Đông Triều này cũng thấy có mọi người là chăn nuôi lợn được, thế là mình về đầu tư chăn từ 2015 đến bây giờ. Thế chung cái hiệu quả thu nhập của con lợn này thì nó cũng tạm ổn định. Gia đình ông Trường là một trong số 8.200 hộ hội viên nông dân của thành phố Uông Bí. Trong quá trình thực hiện mô hình kinh tế, các hội viên luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp hội về kỹ thuật chăn nuôi và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay đã có 154 hộ vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, vay tín chấp, ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn với tổng dư nợ gần 145 tỷ đồng. Nhờ đó nhiều mô hình chăn nuôi trồng trọt đã phát triển quy mô lớn cho hiệu quả cao. Nói chung là gia đình làm này thì cũng được sự quan tâm của chính quyền địa phương này, rồi ngân hàng của nông dân vật thể và ngân hàng chính sách cũng giúp đỡ gia đình vay vốn. Nói chung từ cái nguồn vốn mà gia đình được vay đấy thì cũng đem đến cái nguồn thu cho gia đình ổn định như ngày hôm nay. Thì năm nay nuôi 1 vạn này, 1 vạn con này, thì sang năm tới gia đình định tăng lên 5.000 là 1,5 vạn, 1,5 vạn con 1 năm. Thế trong thời gian tới thì các cấp hội sẽ quan tâm hỗ trợ đồng hành với hội viên trong các nguồn vốn vay này, về khoa học kỹ thuật và các con cây giống đạt chất lượng hiệu quả để các hội viên có điều kiện để mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Cùng với sự quan tâm của các cấp hội, các hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Uông Bí đang nỗ lực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với đầu tư cho y tế chuyên sâu, ngành y tế đang nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở, trong đó quan tâm tổ chức nhiều hoạt động khám chữa bệnh lưu động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 81 tuổi, phát hiện bị u tuyến giáp hơn 3 năm nay, nhưng do nhà ở xa, không có điều kiện đi khám chuyên khoa định kỳ. Hôm nay bà Triệu Thị Sinh ở thôn Khe Cát, xã Tân Dân, thành phố Hạ Long rất phấn khởi khi được các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về tận xã để khám bệnh cho người dân địa phương. Khám siêu âm đều chỉ cho thuốc thì lại ghi vào cho uống bao nhiêu thì các bác sĩ hướng dẫn hết. Bác sĩ ở tận ngoài vào đây khám thì bà thấy vui, tất cả là bà thấy nhất là thích. Từ đầu năm đến nay, với mục tiêu giúp cho người dân được tiếp cận với y tế đầy đủ ngay từ tuyến cơ sở, các bệnh viện tuyến cuối của tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các đợt khám lưu động ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó giúp cho người dân được sàng lọc và phát hiện sớm bệnh tật để được điều trị kịp thời. Hôm nay bác sĩ về đây khám chữa bệnh cho các cháu nhất nhiệt tình. Khám vừa là phát thuốc cho các cháu uống, nó cảm có bệnh gì nó có phát thuốc đấy. Chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ. Hiện nay để nâng cao chất lượng chuyên môn, các bệnh viện tuyến tỉnh cũng được ngành y tế giao phụ trách hỗ trợ toàn diện cho các bệnh viện tuyến dưới. Việc các y bác sĩ tuyến cuối của tỉnh về với cơ sở cũng là dịp để nhân viên y tế tại đây có cơ hội được trao đổi kinh nghiệm, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Thực ra đây là cũng là cơ hội để cho nhân viên trạm y tế để được, tức là bệnh viện về cầm tay chỉ việc và cũng học hỏi về phần chuyên môn, rồi cũng như khám, rồi sàng lọc, rồi tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân. Luôn luôn là mong muốn là đến các cái vùng sâu vùng xa để giúp cho bà con để các bệnh lý, về bệnh lý mãn tính cũng như bệnh lý về chuyên khoa chuyên sâu và điều trị kịp thời để tránh những tình trạng bệnh lý mà nó để quá muộn. Chúng tôi cũng mong muốn là đến các cái vùng, các cái tuyến dưới cơ sở để giúp cho anh em chuyên môn ở các cái trạm y tế cũng như là giúp đỡ cho các cái bạn mà ở trong các cái vùng sâu vùng xa đó có kiến thức và để khám chữa bệnh tại chỗ. Từ nay đến cuối năm, các bệnh viện tuyến cuối của tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt khám lưu động tại các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhi 20 tháng tuổi mắc tay chân miệng độ 2B, nhóm 2, biến chứng viêm não. Trước đó bệnh nhi đã sốt 3 ngày xuất hiện triệu chứng bệnh tay chân miệng. Qua xét nghiệm bệnh nhi mắc chủng EV71. Hiện tay chân miệng tại các tỉnh thành trong nước vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Tại Quảng Ninh dù không có dịch song vẫn ghi nhận ca mắc, có ca nặng. Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý chủ động phòng tránh bệnh cho trẻ bằng cách thường xuyên rửa tay, không tiếp xúc với trẻ mắc bệnh khác cũng như giữ vệ sinh thật tốt cho môi trường xung quanh. Bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời